Ngày hội Bánh Chưng Xanh, một ngày hội nhiều ý nghĩa được tổ chức vào những ngày giáp Tết Nguyên đán trên khu vực biên giới biển. Đây là dịp để các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi chung tay cùng với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai khu vực biên giới có một cái Tết no ấm và đầy đủ hơn. Tham gia ngày hội Bánh Chưng Xanh của đồn biên phòng Đức Minh năm nay còn có cơ quan quân sự huyện Mộ Đức, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên huyện Mộ Đức. Ngày hội được mở đầu bằng cuộc thi gói bánh chưng giữa các đơn vị với tiêu chí nhanh, đẹp, đạt chất lượng, hợp vệ sinh. Tất cả đều mong muốn mang đến cho người nghèo những tình cảm chân thành và ấm áp nhất. Chương trình là góp một phần là công sức là nhỏ bé của mình, như vật chất và cả tinh thần, mong cho người nghèo là có cái Tết ấm no, sum vầy, hạnh phúc bên gia đình. Ở những khu vực biên giới biển còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi thì việc tổ chức ngày hội bánh chưng xanh vào dịp Tết Nguyên đán có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là dịp để các đơn vị tham gia ngày hội chia sẻ khó khăn với nhân dân ở khu vực biên giới biển, qua đó có những việc làm cụ thể thiết thực để chung tay chăm lo cho người nghèo. Qua đây thì chúng tôi thấy rằng cái trách nhiệm của mình càng phải làm nhiều hơn nữa, phối hợp nhiều hơn nữa với các lực lượng để làm sao mỗi năm sẽ có nhiều những suất quà để mang đến cho những hộ nghèo để họ bớt đi những cái khó khăn và ổn định được cuộc sống. Ngoài việc gói bánh chưng tặng người nghèo, các cơ quan đoàn thể còn tặng 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng mong ước bà con có một mùa xuân ấm áp, no đủ và ngập tràn hạnh phúc. Bên này nhận quà là nhà có bộ đội với công an, được các anh em ở đây về có bằng. Được biết, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, các đơn vị biên phòng trong tỉnh đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa gói hơn 1.000 bánh chưng cùng nhiều phần quà khác tặng cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển.